Chào mừng mọi người đã đến với buổi livestream đầu tiên của VN Replay. Thì mình là Kelvin thuộc đội mod phân tích kỹ thuật của bên VN Replay. Hôm nay là buổi livestream đầu tiên của bên mình. Thì anh em nhớ đóng góp ý kiến chia sẻ để những cái buổi live sau được tốt hơn ha. Thì mình nói sơ qua buổi livestream hôm nay á, nó sẽ gồm 3 phần. Phần thứ nhất là phân tích plan tuần. Thì trong phần này mình sẽ đi qua một số cặp tiền nó đang có một cấu trúc đẹp cũng như là có cái tỷ lệ thắng cao để chúng ta quan sát đưa ra một cái tín hiệu mua bán. Nếu như mà anh em có một cái cặp nào đó mà anh em đang muốn phân tích cũng như là anh em muốn biết cái xu hướng sắp tới của nó như thế nào thì có thể đóng góp ý kiến, thì mình sẽ đưa ra một số nhận định dựa trên quan điểm cá nhân của mình. Thì phần thứ hai đó là phần ứng dụng lý thuyết trong bộ khóa học của VN Replay. Mình sẽ bóc tách một số kiến thức thường được sử dụng và trong cái bộ lý thuyết này và cách ứng dụng nó khi giao dịch thực tế như thế nào. Ngoài ra thì mình sẽ chia sẻ một số trường hợp đúng cũng như là một số trường hợp sai khi giao dịch với cái lý thuyết này và một số lưu ý để mình tránh được những cái lỗi sai đó. Tiếp theo là phần thứ ba là phần hỏi và đáp. Thì mình sẽ trả lời những cái câu hỏi mà đã được đặt ra trước ở thứ năm. Trong cái file tổng hợp ý kiến thì mình có đưa ra một số file để tổng hợp những câu hỏi của anh em lại, thì hôm nay mình sẽ trả lời những câu hỏi đó. Thì nếu như mà vẫn còn dư thời gian á, thì mình sẽ tiếp tục trả lời những câu hỏi trực tiếp trên live hôm nay luôn đó. Còn nếu như mà câu hỏi nào của anh em chưa được trả lời á, thì anh em có thể để lại câu hỏi đó vào thứ năm tuần sau, thì vào buổi livestream tiếp theo mình sẽ trả lời những cái câu hỏi đó. Ok ha, thì bây giờ mình bắt đầu đi vào đầu tiên đó là phần plan tuần. Thì tuần này bên mình đã tổng hợp và phân tích ra được 6 kèo, nó đang có cấu trúc đẹp để chúng ta cùng nhau mổ xẻ nó để đưa ra những cái nhận định nó có tỷ lệ thắng cao nhất ha. Thì đầu tiên mình sẽ đến với cái kèo là AJ. Trong cái kèo AJ này á, anh em nhìn ở trên khung H4 thì rõ ràng chúng ta có thể thấy nó là một xu hướng tăng. Để mình vẽ ra cho anh em xem ha. Đây, ở trên H4 á, thì anh em nhìn nào. Cấu trúc hiện tại của nó đang thể hiện cấu trúc tăng. Đây, cấu trúc tăng. Khi mà nó phá qua được cái đỉnh này thì mình sẽ đánh giá nó là một cấu trúc tăng, đây là cái đỉnh gần nhất của nó. Từ cái đỉnh này nó tạo ra cái đáy này, và khi cái đỉnh này nó bị phá đi thì cấu trúc nó sẽ chuyển từ giảm sang tăng, ok chưa? Thì đây là vùng đỉnh cũ, còn đây là cái đáy tạo ra cái đỉnh cũ. Rồi mình vào trong khung H1, trong khung H1 thì nó cũng là một cấu trúc tăng, tại vì cái đáy mà nó tạo ra cái đỉnh cao nhất này nè, nó vẫn chưa bị phá thì mình sẽ xem là vẫn là cấu trúc tăng. Còn cái đỉnh này là đỉnh cũ đó, thì mặc dù á, cấu trúc chính của cái thằng H1 này á, nó đang là xu hướng tăng, nhưng mà anh em nhìn kỹ lại á, thì trong cái xu hướng hồi này đó, khi mà nó hồi về đỉnh cũ á, nó tạo ra một cái cấu trúc giảm có đỉnh đáy, đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn, thì đây là một cấu trúc giảm đấy. Thì ở đây mình sẽ làm gì khi giá nó bị kẹt giữa cái vùng mua, vùng cấu trúc tăng đỉnh cũ này và cấu trúc giảm ở đây, thì chúng ta sẽ làm gì trong trường hợp này? Nếu như chúng ta phải đặt ra câu hỏi ha, thì nếu như mình buy ở đây, mình buy ở đây đúng không, thì nó lỡ như nó đi theo cái cấu trúc hồi này và nó phá luôn cái đỉnh này và nó khớp luôn cái stop loss của chúng ta thì như thế nào, đúng không?
tại vì mình đâu thể nào biết được là cái con sóng giảm này nó có thể còn giảm nữa hay không đó. Thì cái chiến lược giao dịch của mình hôm nay á, mặc dù là mình thấy là có chút giảm, nó vẫn đang giảm nè, nhưng mà mình nhìn vô đây mình thấy cái sự thay đổi về khối lượng. Tại vì cây nến gần nhất khi mà nó chạm đến cái vùng này á là cây nến thân thấp, thân nhỏ, nhưng mà volume nó là rất cao. Nhưng mà cây nến là một cây á, thì với cái thân rất là cao nhưng mà volume thì lại rất là bé, bé hơn cây này, thì nó cho thấy cái sự không đồng nhất về khối lượng. Thì có nghĩa là ở vùng này nó có một cái lực mua của một cú phe bán, của lực mua của một phe mua lên, nhưng mà nếu mà anh em nhìn đến đây thì anh em sẽ không thấy được, nhưng mà vào cũng nhỏ hơn thì chúng ta có thể thấy được đó. Ở đây có sự rút chân nè, anh em thấy không, rút chân rồi bắt đầu momentum nó giảm 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 từ từ, thì cho thấy là lực mua, phe mua nó bắt đầu vào cuộc ở đây rồi. Thì để mà an toàn á, nếu như anh em vào lệnh mua ở đây nè đó, thì anh em sẽ có một cái target an toàn nhất là mình sẽ về đây đó, target về đây an toàn nhất là target chỗ này. Thì khi mình tới đây á, anh em sẽ có hai lựa chọn. Thứ nhất là mình sẽ dời SL để bảo toàn cái rủi ro này, tại vì nếu như mà nó đi theo cái xu hướng hồi này và nó giảm tiếp thì cái lệnh của chúng ta sẽ hồi vốn, chúng ta không bị mất tiền. Mặt khác nếu như mà nó phá được cái xu hướng hồi này thì nó sẽ tiếp tục tăng và ít nhất TP2 của anh em sẽ được tới đây đó, đạt một cái tỷ lệ RR là cũng là 1 năm, đúng không? Còn nếu như mà ở đây mà anh em chốt thì chúng ta được khoảng 1,2, 1,2 rưỡi đó. Thì ở đây anh em có hai lựa chọn là chúng thì ở đây chúng ta sẽ về SL, hoặc là chúng ta sẽ chốt một nửa và chúng ta chừa một nửa lại mình gồng tiếp, thì nó tùy theo cái lựa chọn của anh em. Nhưng mà xu hướng của cặp IG này tuần sau thì mình sẽ canh buy ngay vùng này khi mà có tín hiệu của Ryzen như là Ingolfin hoặc là Binbar tăng giá. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đến với cặp GA. Ok, cặp GA thì đầu để phân tích một cái kèo đó, thì chúng ta sẽ đi từ cái khung lớn hơn và chúng ta xem cấu trúc của nó. Thì ở cặp GA này anh em có thể thấy không, cấu trúc của nó đang là cấu trúc giảm. Tại sao mình lại nói là cấu trúc giảm? Tại vì cái đáy mà tạo nên cái đỉnh cao này nó bị phá đó, nó bị phá rồi nè, nó bị phá qua thì cấu trúc tăng chuyển thành giảm tiếp theo. Còn mình biết đó là cấu trúc giảm rồi thì mình sẽ bán ở đâu, đúng không? Mình bán ở đâu? Mình sẽ vào trong khung nhỏ hơn, đó là khung H1. Thì trong khung H1 này á, chúng ta cũng có một cấu trúc giảm luôn. Cấu trúc giảm trong khung H1 này nó nhìn nó rõ ràng hơn cả khung H4 nữa. Đây, cấu trúc giảm khung H1 thì mình sẽ đi từ đỉnh này, nó sẽ xuống tới đây, nó tạo một cái đỉnh, sau đó nó tạo một cái đáy thấp hơn đó. Rồi bây giờ nó đang nằm ngay cái vùng đỉnh cũ, đúng chưa anh em? Thì H4 nó đang giảm mà H1 nó cũng giảm luôn, thì chúng ta sẽ làm gì ở trường hợp này? Đương nhiên là chúng ta sẽ sell rồi, không có ai mà đi buy trong trường hợp mà hai xem fan nó được cho giảm hết đó. Còn tiên là về cấu trúc, sau đó chúng ta sẽ phân tích về sóng. Thì anh em có thể thấy là cái con sóng tăng khi mà nó hồi về cái vùng đỉnh cũ á, thì con sóng đầu tiên nó cho thấy một cái volume rất là lớn, một cái momentum lớn, đúng không? Đây là vùng đỉnh cũ. Thì khi giá nó tăng về cái vùng này, anh em thấy là cái lực tăng của nó như thế nào? Dốc, rất là dốc, và nó chạm tới cái vùng này á, nó không phá được, nó bị một cái lực bán ở cái khu vực này. Ở đây tập trung nhiều người bán nè, thì họ bán xuống ở đây, giá sập xuống, nhưng mà phe mua họ vẫn quyết tâm đẩy giá lên. Thì đó là lần đẩy giá thứ hai. Lần đẩy giá thứ hai này á, anh em nhìn rõ kỹ nè, cây nến tăng khi mà chạm tới vùng đỉnh này á, có volume như thế nào rất lớn,
và mặc mặc dù lớn như vậy á, nhưng mà thân thì lại nhỏ. Còn cái nến gần đó thì volume nhỏ mà thân lại lớn. Tại sao volume lớn như vậy mà nó lại không đẩy được giá đi lên cao hơn? Nghĩa là volume lớn thể hiện là có người mua nhiều, người mua nhiều mà tại sao giá lại không không lên được đó? Thì có nghĩa là có một cái lực bán ở trên đây bán xuống làm cho giá không đi xa được, mặc dù có lượng người mua rất lớn đó. Và kết quả là tiếp theo hay đến tiếp theo xuất hiện lực giảm tiếp tục. Thì ở đây á, mình đang nghi ngờ khả năng đó là nó sẽ tạo ra cái mô hình hai đỉnh. Mô hình hai đỉnh trong một xu hướng giảm thì giá nó sẽ giảm tiếp, nó sẽ tạo ra mô hình hai đỉnh như thế này và giá nó sẽ giảm đó. Đó là cái khả năng xảy ra, mà cái tỷ lệ xảy ra cao nhất. Thì anh em có thể hoàn toàn canh sell ngay tại cái cặp, ngay cái vùng này cho cặp tiền GA. Khi mà nó xuất hiện một cái nến giảm mạnh có thân lớn đi kèm với cái volume lớn, hiện tại mình chưa vào tại vì mình thấy volume của cái lực giảm nó vẫn còn nhỏ. Nhưng nếu như anh em thấy những cái nến pin 3 thân dài hoặc là những cái nến Marubozu thân lớn, anh em có thể bán và target một anh em về đây, target một của anh em có thể về đây đó. Còn target hai ta về đỉnh này, nếu nó phá được cái này thì mình sẽ gồng xa hơn về đâu đó ở đây đó. Nhưng mà trước mắt thì anh em có thể canh bán ở vùng này nếu như xuất hiện tín hiệu correction ha. Rồi tiếp theo là tới cặp bảng Anh và đô la Thụy Sĩ đó. Thì bước đầu tiên cũng đơn giản thôi, chúng ta phải nhìn cấu trúc trước. Bất kỳ một cái phân tích nào á, thì cái quan trọng đầu tiên nhất là cấu trúc. Cấu trúc thị trường nó sẽ quyết định tất cả. Thì ở đây anh em có thể thấy là xu hướng nó đang là xu hướng giảm. Tại sao mình nói nó là xu hướng giảm? Tại vì đây là cái đỉnh, cái đáy tạo ra cái đỉnh cao nhất, đúng không? Và cái đáy này đã bị phá rồi, cái đáy này đã bị phá rồi. Còn cái xu hướng hồi này, cái xu hướng này nè, mình gọi nó là xu hướng hồi. Tại vì sao? Tại vì nó chưa phá được cái đỉnh mà tạo ra cái đáy thấp nhất này. Nếu như nó phá được cái đỉnh mà tạo ra cái đáy thấp nhất này thì mình sẽ cho nó là xu hướng tăng. Còn hiện tại mình chỉ xem nó là xu hướng tăng hồi đó. Anh em phải phân biệt được xu hướng tăng hồi và xu hướng chính nó khác nhau như thế nào đó. Một khi nó vẫn chưa phá được cái này thì mình vẫn xem nó là xu hướng hồi. Khi nào nó phá được rồi thì mình mới xem nó là xu hướng chính. Ok, thì hiện tại nó đây là xu hướng giảm. Tiếp tục mình sẽ zoom vào khung H1. Khung H1 á, thì giá đang thể hiện là một xu hướng tăng. Như mình nói đó là xu hướng của khi mà nó hồi về cái vùng đỉnh cũ của H1, của H4 á, thì trong xu hướng H1 nó đang tạo ra một cấu trúc tăng. Nhưng mà cấu trúc tăng này liệu nó có phá được cái đỉnh của H4 hay không thì chúng ta phải nhìn vào cái cấu trúc hiện tại. Thì trong cái khung H1 á, mình thấy á, nó đang tạo ra mô hình hai đỉnh. Và mô hình hai đỉnh này nó đang có khả năng hình thành, đang được confirm luôn. Tại vì sao? Tại vì cái vùng neckline này nó đã bị phá rồi, anh em thấy không? Nó đã bị phá rồi cho nên rất có khả năng là mô hình hai đỉnh này nó sẽ thành công và giá nó sẽ đi xuống, đi theo cái khung, đi theo cái xu hướng giảm của H4 và đảo chiều xu hướng tăng của H1 đó. Thì lý do tại sao mình lại có thể nói như vậy là, thứ nhất á, mình nhìn vào cái momentum sóng này thì giá nó đang, giá này à, cái con sóng mà thứ nhất á, khi mà tiếp cận đến vùng đỉnh của H4 á, thì nó có volume tăng, đúng không anh em thấy volume không? Volume nó đang tăng lên, volume lớn nè đó. Xong rồi nó bị phe bán của H4 đẩy xuống, rồi tiếp tục con sóng thứ hai tăng lên. Thì con sóng thứ hai này anh em thấy volume nó như thế nào? Nó nhỏ hơn con sóng thứ nhất, có nghĩa là lực mua đã yếu rồi.
Đó là nhìn về volume ha, còn nhìn về nến thì anh em cũng có thể thấy là nó tăng lên là dứt khoát mà, đúng không? Nhưng mà lần này nó tăng lên nó như thế nào? Lưỡng lự, đúng không anh em? Lưỡng lự. Đó, thì đó là lý do tại sao mình nói là xu hướng S1 có thể chuyển từ tăng sang giảm. Thì để chắc chắn hơn cho cái xu cho cái kèo này á, thì mình đợi thôi. Mình đợi cái thằng này nó phá hẳn xuống, sau đó retest lên rồi mình sell xuống. Đó thì nó sẽ là một kèo sell cho cặp GBB CSF này khi mô hình hai đỉnh được confirm và retest thành công. Rồi thì nếu như mà anh em sell ở đây thì TB anh em sẽ nằm ở đâu? TB thứ nhất là cái đáy này, TB dài hơn là ở đây và TB dài hơn nữa là ở đây. Đấy, sẽ có 31 TB dành cho anh em với cặp này. Ok, tiếp theo là tới cặp UZ. UZ thì anh em có thể thấy, nói chung là mình phải nhìn cấu trúc là quan trọng nhất. Thì anh em có thể thấy là hiện tại cấu trúc của thằng UZ này đang là cấu trúc tăng, đúng không anh em? Cấu trúc tăng nó đang tạo rồi đỉnh cao và đáy cao. Đây. Đó, đây là cấu trúc tăng. Rồi, cấu trúc tăng thì mình sẽ mua, đúng không? Nhưng mà mua ở đâu? Mua ở đâu mới là câu hỏi. Chứ mua đây hay mua đây hay mua đây hay mua đây, tại vì mình không biết được. Vậy thì mình phải vào khung nhỏ hơn để mình xem cấu trúc nó được rõ ràng hơn. Thì trong cái vùng H4 á, thì rõ ràng em thấy là đây, giá nó đang như thế nào? Nó đang bị giữ chân lại ở vùng Fibo. Vùng Fibo ở đây đang có khả năng giữ giá lại và nó đang rút chân nè. Nhưng mà anh em nhìn volume đi. Volume đang rất lớn, đang đang vẫn lớn. Đó, đang vẫn lớn. Thì mình đang mong chờ nó sẽ quay về một lần nữa để hấp thụ hết những người bán đi hết, thì mình mới bắt đầu cho một lệnh mua lên. Tại vì bản thân cái nến rút chân này á, cái thân của nó với lại cái đuôi của cái râu của nó bằng nhau, nó không thể hiện được cái lực mua mạnh. Thứ hai nữa là volume vẫn còn đang lớn, thì cho như vậy á, mình nên chờ nó quay lại một nhịp nữa để nó thanh khoản hết những cái người bán ở đây, thì bắt đầu mình mua lên, nó sẽ hợp lý hơn cho các UZ này. UZ này quan điểm của mình là canh bay cho tuần sau. Tiếp theo là U kẹt. U kẹt thì mình nhìn á, thì mình sẽ thấy nó đang tạo ra một cái mô hình vai đầu vai. Anh em có thấy mô hình vai đầu vai đây? Mình vẽ ra cho anh em xem ha. Đây là vùng vai trái, đây là vùng đầu, đây là vùng neckline, đây là vùng vai phải đi lên. Rồi thì cấu trúc vai đầu vai á, thì để nó xác nhận cho cái mô hình vai đầu vai được hình thành đó, thì nó phải phá được cái đỉnh này. Cái này là vùng neckline. Thì hiện tại nếu như mà anh em zoom vào trong H1 á, thì anh em có thể thấy là trong H1 á, nó có một cái cấu trúc tăng nhỏ hơn, có nghĩa là từ cái đáy này nè, nó tạo ra đỉnh cao nhất này. Thì mình đang có một cái phân vân là nếu như nó đi, đây là mô hình H1 tăng rồi, thấy chưa, từ đây đỉnh của H1 đó. Đỉnh của H1 đây là cấu trúc tăng, đỉnh của H1 đang giữ được giá rất là tốt, nhưng mà nó đang bị không phá được, nghĩa là giá nó đang bị kẹt giữa cái đỉnh H1
và cái vùng neckline của H4 giá đang sideways khoảng 100 pip ở đây, thì chúng ta sẽ không thể nào biết được là giá nó sẽ đi về đâu khi mà thị trường đang sideways như vậy. Thì làm sao để mình an toàn? Nếu như anh em giao dịch trong vùng sideways thì cứ lên đây bán xuống, xuống đây mua lên, thì cái đó là nó quá dễ rồi, nhưng mà nó chỉ 50-50 thôi. Thì để mà tỷ lệ thắng của chúng ta cao hơn á, thì đương nhiên rồi, phải đợi nó, một là nó phá luôn cái vùng neckline này để xác định cho xu hướng tăng của H1. Khi mà xu hướng tăng của H1 nó tiếp tục tiếp diễn á, thì đồng nghĩa với lại mô hình vai đầu vai của H4 được hình thành đó, thì mình sẽ khi mà nó phá xong mình lại retest lại mình mua lên. Đó là một xu hướng ha. Mà khác, nếu như nó phá qua cái vùng đỉnh này, có nghĩa là vùng neckline nó vẫn còn khả năng giữ giá được, thì có nghĩa là vùng sideways này bị phá xuống, thì chúng ta canh nó phá xuống và chúng ta sell xuống đó. Thì bây giờ mình sẽ chờ đợi một phiên breakout, break lên thì mình đánh lên, còn break xuống thì mình đánh xuống. Rồi tiếp theo là vàng. Vàng á, thì do là nó chạy tin thứ năm thứ sáu là có tin là Nga nó đang đem quân và nó đang tập trận ở biên giới với Ukraine, thì giới đầu tư đang lo ngại là sẽ có chiến tranh xảy ra, cho nên là những cái tài sản an toàn như là vàng, dầu thì nó đang được hỗ trợ giá đẩy lên rất là cao. Chỉ trong 2 ngày thứ năm thứ sáu thôi mà vàng nó đã tăng gần là 250 pip, từ vùng 1830 tăng lên tới vùng 1858 đó. Thì nhưng mà với lực tăng như vậy á, nhưng mà nó có một cái sự không đồng nhất về khối lượng. Anh em có thể thấy cây nến tuần này với cây nến tuần trước không? Cây nến tuần này với thân rất là lớn, lớn gấp 3 lần cái thân nến tuần trước, nhưng mà cái volume nó không lớn hơn quá nhiều, nó gần như là bằng nhau. Vậy thì câu hỏi đặt ra đây là tại sao giá này chỉ là do các mặt đẩy lên, chứ người mua người ta không có mua đó, nên khối lượng nó không nhiều. Và khác là giá đang chạm đến vùng trendline giảm. Vùng trendline giảm này nó là tiệm cận với lại vùng kháng cự 1858 ở đây, vùng kháng cự ở đây đó. Thì anh em có thể canh khi mà nó có dấu hiệu đảo chiều ở khung nhỏ như khung H1 đó. Khung H1 đây là một xu hướng tăng, đây là một xu hướng tăng, nhưng mà nếu như mua ở đây thì SL ở đâu, đúng không? Anh em đặt câu hỏi là khi mình vào lệnh á, mình mua bán ngay gì đó thì mình sẽ đặt SL ở đâu? Giả sử anh em mua đây SL phải đặt dưới cái đỉnh cái đáy này thì nó mới an toàn, tại vì mình đâu biết được là nó về đây nó bay lên, mình đâu biết được, đúng không? SL ở đây thì nó quá dài. Còn sell thì cũng không được, tại vì nó chưa có dấu hiệu gì để mình sell hết. Anh em chỉ sell khi nào khi nó tạo một cấu trúc như thế này đó, thì chúng ta mới bắt đầu canh sell loanh quanh đâu đó ở vùng 1858 này, khi mà nó tạo ra một cấu trúc giảm đó. Nếu như anh em sell hiện tại ngay sell ở đây thì là anh em đang bắt đỉnh, anh em đang chặn đầu xe lửa, đúng không? Còn nếu như mà anh em buy thì nó thuận xu hướng đó, nhưng mà SL quá xa. Trong trường hợp này chúng ta không thể làm gì được ngoài là chờ đợi. Một là anh em chờ nó về hẳn cái vùng này bay lên, hai là canh cấu trúc hồi mình sell xuống đó. Đó là quan điểm của team mình về cầu vàng. Ok, thì nếu như mà anh em có câu hỏi nào hoặc là cặp tiền nào mà anh em đang muốn phân tích thì anh em có thể đặt câu hỏi, thì mình sẽ phân tích dựa theo quan điểm cá nhân của mình cho cặp tiền đó. Rồi thì tiếp theo cái phần này thì mình sẽ đi tới cái phần ứng dụng lý thuyết những cái bài học của VN Replay vào giao dịch thực chiến.